Sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 3 Hải Châu gồm các ông bà Lương Công Tuấn, Nguyễn Thành Tiến, Nguyễn Minh Huy và Hoàng Thị Thu Hương đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Phước và phường Thanh Bình. Cử tri phường Thuận Phước kiến nghị thành phố xem xét khắc phục tình trạng xuống cấp tại 8 block chung cư tại phường Thuận Phước, đảm bảo an toàn tính mạng cho 106 hộ dân đang sinh sống tại đây, đồng thời mong muốn thành phố sớm triển khai thực hiện mở rộng đường 30m5, thực hiện nạo vét cống thoát nước trên tuyến đường Mai Am. Cử tri phường Thanh Bình kiến nghị thành phố sớm thực hiện quyết định di dời giải tỏa công ty may tại đường Thanh Sơn. Cử tri hai phường rất bức xúc trước tình trạng nhiều dự án nằm tại khu vực trung tâm thành phố trên địa bàn quận Hải Châu dừng thi công trong nhiều năm nay, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Cử tri bày tỏ tin tưởng trước sự lãnh đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế, phòng chống dịch COVID-19, đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường hơn nữa vai trò giám sát, thực hiện đúng lời hứa của mình với cử tri.